Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị hành lý để mà đi về Gạch Giá, Kiên Giang để giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG 2019 này cho anh Thống. Thì anh Thống á, ngày hôm cuối tháng 10 vừa rồi, thì khi mà anh Thống từ Kiên Giang lên á, thì gần tới Sài Gòn anh Thống mới liên hệ với Di. Và khi mà gần tới Sài Gòn rồi thì anh mới gọi cho Di và đến showroom xem xe. Thì trong một buổi khoảng tầm nửa tiếng thôi các bạn, thì anh Thống và chị cũng đã quyết định đặt cọc để ủng hộ Di thôi, chứ thật sự lúc đó cũng chưa có quyết định mua chiếc xe nào. Thì cũng rất là cảm ơn anh Thống và chị Uyên đã tin tưởng và ủng hộ Di. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn theo chân Di để giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này về thành phố Kiên Giang cho anh Thống và chị Yên các bạn nha. Ok các bạn. Chú còn gửi giấy tờ nè. Để nó anh xảy ký. Chiếc xe thì anh sĩ đã cho lên xe thớt từ buổi giờ rồi. Do Duy bận nhiều việc ở showroom á, cho nên là bây giờ Duy bắt đầu đi được. Anh sĩ ký mấy giấy tờ giùm em. Đây là các bạn, đây là cái xe E300 AMG mà của anh Thống đây. Ok, thì hẹn gặp các bạn sáng mai tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha. Ok. Chào buổi sáng các bạn. Thì ngày hôm qua mình khởi hành lúc 7 giờ đêm, thì tới thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì vào lúc gần 2 giờ sáng. Cho nên là hai anh em rất là mệt và ở lại khách sạn, trong một khách sạn ở ngay thành phố Gạch Giá gần nhà của anh Thống và chị Uyên luôn, để mà sáng nay hai anh em qua giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 cho anh Thống và chị Uyên. Thì một lát nữa gặp lại các bạn sau nha. Mình mới vừa trở phòng xong, bây giờ hai anh em bắt đầu qua nhà anh Thống và chị Yên các bạn nha. Đây là đường xá ở dưới tỉnh Kiên Giang nè các bạn, thành phố Gạch Giá Kiên Giang nè. Thì cái đường hai bên rộng quá trời. Đường này chắc không bao giờ kẹt xe đâu ha anh sĩ ha. Cái đường này chắc bề ngang chắc cũng nhiêu. Bề ngang hai cái đường này chắc cũng 60 mét đâu. 4 làng hả? À? 6 làng. 6 làng đường anh sĩ nha, hai bên. 2 4 6 à 6 làng. Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Gạch Giá. Ở đây đường đẹp quá anh sĩ. Hai bên đường hai chiều không à? Chỗ đăng kiểm bên đây mình cũng phải đi đăng kiểm. À vậy hả? Ở Sài Gòn á anh sĩ lúc nào cũng kẹt xe, khói bụi ha. Về đây cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều ha. Anh sĩ xuống đây được mấy lần rồi anh sĩ? Ở đây đi hoài à. Vậy hả? Khách hàng ở Gạch Giá Kiên Giang nhiều ha. Thường là Gạch Giá Kiên Giang với lại Phú Quốc là nhiều. Khu vực miền Tây là hầu như là tỉnh Gạch Giá kia là tỉnh Kiên Giang là khách hàng nhiều nhất của Mercedes-Benz á. Đúng không? Đúng không anh sĩ? Đấy thì Bình Dương, Đồng Nai là cũng nhiều lắm. Bình Dương, Đồng Nai là gần ở Sài Gòn mình không nói, nhưng mà ở miền Tây á, miền Tây thì Kiên Giang này là nhiều nhất rồi đó. Đúng rồi, tại vì thành phố Kiên Giang này là thành phố du lịch rồi thành phố biển nữa, cho nên là hầu như là cái thu nhập của khách hàng ở Kiên Giang này khá là tốt, cho nên là một thị trường tiềm năng của Mercedes-Benz. Nguyễn Văn Cừ hả? Đường Nguyễn Văn Cừ hả anh? Hàng Honda nó mình sẽ bán. Cửa hàng bán xe máy lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh nhiều các bạn. Tại vì đất dưới đây rộng quá.
cái đó là công ty của anh Thống và chị Yên kinh doanh vật liệu xây dựng ở Kiên Giang, thành phố Rạch Giá. Bây giờ thì mình chạy qua nhà của anh để giao cái xe. Nhà 17 á. Đây bãi lành đây. Ờ bãi lành đây, mấy nhà liên tiếp nè. Mấy cái nhà liên tiếp. Trời ơi. Mình qua đường đi, mình hạ xuống. Nãy mình đi ngang bãi lành mà mình không biết ha, không để ý. Cái này thì nhà của ảnh, ở đây cửa hàng và nhà của ảnh luôn. Ô anh sĩ bữa nay cái này xịn ha. Nay chơi bấm nút luôn hả? Đó, cái xe vận tải bữa nay là anh sĩ chọn cái xe vận tải nó xịn sò hơn các bạn nha, là bấm nút điều khiển từ xa luôn chứ không còn là bấm cơ nữa. Đó. Cái này á hả? À. Vào lên, vào lên. Vào đây, vào đây. Trả lái. Cầm lên mình lốc cái cửa xe. Dạ anh. Dạ. Cái cần số anh, số là trên vô lăng. Cái cần số trên vô lăng, cái cần số là đây nè. Đây, chứ không có sử dụng cần số dưới đây nữa. Dạ. Bẻ lỡ
lên là vẽ lên là vô chạy luôn. Gạt xuống là chạy tới, gạt lên là lùi. Còn khi mà anh xuống xe là anh bấm cái nút ngay cái đầu đó. Là nó gài số luôn á, nó gài. Dạ đúng rồi. Còn cái cục này là anh gì? Cái cục đó là để anh điều khiển cái màn hình cảm ứng thôi. Ủa chị anh Thống đâu? Vậy hả? Có đồng hồ luôn đó. Chạy mà nó chạy nó lái nó
căng lên. Đấy, miếng đất rồi, giờ đó thì ở chung đó. Anh về Úc rồi. Hôm nay mình có chị, thấy bà chị về đây đây. Dám lắm rồi. Ở đây không người hết. Gần 10 người rồi. Xếp cái chim. Bỏ cây đó. Chung gì? Đó, cầm cái cây đó. Chạy tối ngày cầm cái cây mà chạy. Cái đường dưới chỗ cái xe ngang đó rồi, tối đậu rồi ve cái đít vô xe tải, ve đít vô ảnh không, ổng chịu, ảnh không chịu vô ngủ, anh nói anh ngủ trên xe tải luôn, coi xe rồi, không sao đâu, lên thì đỡ đi, nói chung có người coi rồi, tại vì chiếc của khách sạn có chú kia đây thì đỡ thì rồi hôm nay sướng quá anh, đường khá rộng dữ rồi. Đó. Làm giờ thì nó ồ đường xe này mà ở đây mà anh chạy đường này là thôi rộng Sài Gòn đi nó sẽ hơi uổng sao đi chợ sớm chức năng ở trong thì từ mộ thôi nó biết hay gì đó gì điện gì cái nói như nhiều nó tiếng Việt không phải không biết là tiếng Việt anh mò giống như cái điện thoại vậy đó nó vui. Vừa rồi thì mình vừa mới giao xe xong cho anh Thống và chị Uyên. Thì bây giờ bắt đầu là hai anh em quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất là cảm ơn anh Thống và chị Uyên, bởi vì là anh chị rất là nhiệt tình và cực kỳ thân thiện luôn. Thì bằng cách là ngày hôm mà gặp anh chị ở cửa hàng á, thì Duy cũng đã thấy điều đó rồi. Là mặc dù là chưa có quyết định được cái dòng xe nào, nhưng mà do là ngày hôm đó Duy cũng áp lực về doanh số trong những cái ngày bán hàng ở triển lãm xe á các bạn. Thì anh chị Duy cũng có ngỏ lời với anh chị và chị Uyên sẵn sàng đặt cọc 50 triệu cho Duy luôn. Nhưng mà lúc đó khi mà chị đặt cọc á thì chị cũng có nói luôn là chị chưa có chọn được chiếc xe nào nha. Thì mai mốt mà chị có chọn chiếc xe hay là thôi đổi quyết định á thì em tính giùm chị nha. Thì ok các bạn, thì Duy sẵn sàng luôn, bởi vì anh chị quá là nhiệt tình rồi đó. Thì khi mà về là thành phố Kiên Giang rồi thì trong vòng khoảng tầm 2 tuần lễ thôi thì chị Uyên có gọi lại cho Duy và nói là anh chị quyết định lấy cái chiếc xe hôm rồi, anh chị xem luôn, không có thay đổi nữa, em coi tiến hành làm những cái thủ tục tiếp theo để cho anh chị thanh toán và nhận xe. Và bằng cách là ngày hôm nay là Duy đã giao xe cho anh chị rồi đó. Thì khi mà xuống tới thành phố Kiên Giang thì anh chị rất là vui và rất là nhiệt tình luôn, và có ngỏ lời là muốn mời Duy ở lại chơi thêm một đêm nữa. Nhưng mà là do là ngày mai thứ hai rồi cho nên là công việc ở công ty còn rất là nhiều, cho nên Duy không thể nằm ở lại được hết. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh Thống và chị Uyên rất là nhiều nha, và hẹn gặp lại anh Thống và chị Uyên ở những chiếc xe tiếp theo nữa. Anh Sĩ, lần này anh Sĩ đi thì anh Sĩ thấy như thế nào? Nói chung thì đi cũng mệt nhưng mà thấy nó cũng vui, tại vì thấy anh chị cũng thân thiện. Dạ. đúng chất người miền Tây luôn. Dạ, thì người miền Tây mà lúc nào cũng là nhiệt tình, thân thiện và kiểu là hiếu khách luôn á. Không, cũng anh chị cũng rất là giảm chị, cũng dễ gần lắm. Dạ. Ok, thì bây giờ Duy xin được tạm thời là kết thúc cái video clip tại đây. Thì nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những dòng xe Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi cho Duy qua số điện thoại là 091 465 3979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.